Vâng, xin kính chào tất cả anh em ạ. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai của trận bán kết đầu tiên giữa Cologne Down Phong Bụi Trùng Má Mì Nga Mi và team bên kia đó là Thiếu Lâm và Cologne Down. Đây là giải đấu song tuyệt sát thủ liên server của hai cụm máy chủ Võ Công Truyền Kỳ .net và Công Thành Chiến Xưa .net. Vâng, ở hiệp thi đấu đầu tiên thì rất tiếc Phong Bụi và Trùng Má Mì đã để thất bại rồi. Đây là hiệp thi đấu thứ hai, liệu Trùng Má Mì và Phong Bụi có thể gỡ gạc được hay không? Vâng, khi tiến chân vào giải đấu song tuyệt sát thủ liên server thì tất cả những hạt cao ở trong này đều là cấp độ 130. Và các cao thủ có thể build những món đồ xanh mắc ợp để chúng ta bước tới giải đấu một set đồ xuyên suốt giải đấu không được thay đổi. Vâng, cuộc chiến giữa Cologne Down Phong Bụi, đồng đội của anh đó là Trùng Má Mì Nga Mi. Phía đối phương đây là set đồ của Tuấn Cùi Mía, Thiếu Lâm Quyền và TVB Cùi Bắp No 1 Thiên Vương. À xin lỗi anh em, Cologne Down. Vâng, anh em đang xem thì có những dự đoán như thế nào? Anh em nghĩ là team nào sẽ có lợi thế và sẽ win đây ạ? Anh em bình luận ở dưới. Bình luận xong hãy xem hết trận đấu nha anh em nhé. Không được xem hết trận đấu rồi mới bình luận. Bình luận trước xem, dự đoán xem là team nào sẽ là team win, và sau đó xem hết trận đấu để kiểm chứng lại xem là mình có đoán đúng hay không. Vâng, đây là set đồ của Nga Mi, Trùng Má Mì. Vâng, theo như mình đánh giá thì team của Thiếu Lâm và Cologne Down có lợi thế hơn rất là nhiều so với team của Cologne và Nga Mi. Team của Phong Bụi và Trùng Má Mì, Cologne Nga Mi thì có vẻ yếu thế hơn là Thiếu Lâm và Cologne anh em ạ. Và Trùng Má Mì, cao Nga Mi này phải PK khéo và cẩn thận, không rất có thể sẽ phải rời khỏi lôi đài. Vâng, chỉ còn tầm 20 giây nữa thôi thì hiệp thi đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Vâng, anh em đang xem thì đừng quên hãy để lại cho FC Cù Phèo TV những cái like và những cái chia sẻ với anh em nhé. Và cũng như follow fanpage Facebook của mình, cũng như là đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé anh em nhé. Vâng, hiệp thi đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu rồi. Vâng, những cái bùa đầu tiên đã được cát lên đầu các cao thủ ở trong lôi đài Công Minh Tử. Chúng ta thấy Nga Mi, Trùng Má Mì đang di chuyển ra khá là xa và đang né những cái dòng đam đến từ Cologne Cùi Bắp No 1. Vâng, Cologne Cùi Bắp No 1 đang tìm đến vị trí của Trùng Má Mì. Trong khi đó thì Thiếu Lâm, Hàng Long Bất Vũ đang tìm đến vị trí của Phong Bụi và gây rất nhiều khó khăn cho Phong Bụi. Quá khó để cho anh có thể nhấc tay lên mà chém được, nhưng mà vừa rồi anh cũng đã chém được rất là nhiều vào người của Cologne Cùi Bắp No 1. Không biết là chiến thuật của Thiếu Lâm và Cologne bên team màu tím ở hiệp thi đấu thứ hai này sẽ ra sao đây. Vâng, bây giờ thì Thiên TVB Cùi Bắp No 1 Cologne đã chuyển dòng đam của mình sang cho Phong Bụi rồi. Anh đã tìm đến vị trí của Phong Bụi rồi. Vâng, một cái kèo khá là chua cho cao thủ Phong Bụi anh em ạ. Nếu như anh em đã từng xem mình bình luận ở những cái giải đấu trước và kể cả trong giải đấu này thì đã thấy cái cách PK của cao thủ Phong Bụi khá là ổn. Một tay PK Cologne Down cũng khá là khét tiếng. Nhưng mà anh đang gặp quá nhiều khó khăn trong trận đấu này. Rất là nhiều những khó khăn. Anh bị Thiếu Lâm bút choáng và sau đó giật Hàng Long nên rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được cách di chuyển của Phong Bụi khá là cơ động và tốt anh em ạ. Vẫn có thể thoát ra ngoài mà vung đao chém lên được. Vâng, bây giờ thì chúng ta thấy Cologne Down Cùi Bắp No 1 đang tìm đến Phong Bụi rồi. Lâu lâu mới chém sang Nga Mi thôi. Vâng, theo mình nghĩ thì nếu chém Nga Mi sẽ tốt hơn, sẽ ăn được nhiều điểm đam hơn. Và cũng có thể là may mắn thì kết thúc được Nga Mi Trùng Má Mì. Còn nếu không thì vẫn ăn được nhiều đam hơn anh em ạ. Vâng, Phong Bụi liên tục bị Thiếu Lâm áp sát, gây quá nhiều những khó chịu. Trong khi đó còn bị cả bùa của Cologne bên team của Thiếu Lâm búp lên nữa. Rất là mệt mỏi. Vâng, anh di chuyển cũng khá là cơ động, liên tục di chuyển để vung đao. Vâng, Cologne ở bên team của Thiếu Lâm thì cũng đã chém được rất là nhiều. Dù sao thì Cologne ở bên phía team của Thiếu Lâm có lợi thế hơn anh em ạ. Có lợi thế hơn rất nhiều so với Phong Bụi.
Vâng, Trùng Mã Mì Nga Mì bên team của Phong Bụi cũng di chuyển khá là tốt để né đòn. Và tiếp theo đó là cover cho Phong Bụi, khá là hay anh em ạ. Chúng ta thấy là Phong Bụi liên tục bị choáng và hôn mê. Liên tục bị choáng anh em ạ. Trong khi lại dính thêm quả bùa của Côn Lôn bên team đối phương nữa, nên khá là vất vả. Mà anh vẫn đang vung được khá là nhiều đao. Theo như mình thấy là vẫn ok anh em ạ, vẫn vung được rất nhiều đao. Mặc dù chịu quá nhiều những áp lực đến từ phía Thiếu Lâm, nhưng mà anh vẫn đang PK khá tốt. Vâng, Trùng Mã Mì cũng đang cover rất tốt cho Phong Bụi. Vâng, trong những giây vừa qua thì chúng ta thấy là Côn Lôn bên phía chiến đội màu tím của Thiếu Lâm thì lại chém vào người của Phong Bụi, chứ ít khi chém sang Nga Mì bên team của Phong Bụi. Vâng, thời gian của trận đấu này còn tầm 2 phút nữa, và rất có thể sẽ tiếp tục phải tính bảng con số điểm đam để phân biệt thắng thua rồi anh em ạ. Không có ai bị chết trong lôi đài cả. Vâng, một pha rất đau của Phong Bụi anh em ạ, khá là đau khi bị Thiếu Lâm giữ chân và Côn Lôn bên phía Thiếu Lâm chém rất nhiều đao. Có vẻ như team của Thiếu Lâm bây giờ đang chờ cái chính sách là Thiếu Lâm sẽ giữ chân và Côn Lôn sẽ chém anh em ạ. Vâng, chúng ta thấy pha vừa rồi là Thiếu Lâm và Côn Lôn kẹp cao thủ Phong Bụi vào trong giữa. Pha đấy khá là đau đây anh em ạ, rất là đau luôn. Vâng, 1 phút 20 giây nữa thôi. 1 phút 20 giây nữa. Liệu Trùm Má Mì có giữ toàn mạng để ra khỏi lôi đài hay không? Vâng, anh em đang xem thì nghĩ, anh em nghĩ rằng là team Thiếu Lâm ăn đam hay là team của Phong Bụi sẽ ăn đam đây? Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì team của Thiếu Lâm đã ăn đam, ăn cách biệt hơn 50k điểm đam và đã giành chiến thắng 1-0. Liệu lần này điều đó có xảy ra tiếp nữa hay không? Khi mà nhận định chung về hiệp thi đấu này thì bên team của Thiếu Lâm và Côn Lôn cũng không phát huy mạnh mẽ như ở hiệp thi đấu đầu tiên. Khi mà hiệp thi đấu đầu tiên thì chúng ta thấy Côn Lôn nô 1, cùi bắp nô 1 chém được nhiều vào Trùng Má Mì hơn. Lần này thì Trùng Má Mì đã né đòn tốt hơn ở hiệp thi đấu đầu tiên, nên có thể là lượng đam sẽ giảm đi. Nhưng mà dù sao thì lợi thế vẫn đang thuộc về cho team của Thiếu Lâm và Côn Lôn anh em ạ. 40 giây nữa thôi. Vâng, chắc chắn là sẽ giữ toàn mạng rồi. Còn 20 giây nữa thôi anh em ạ. Có lẽ Nga Mì sẽ giữ toàn mạng được. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ con số điểm đam. Quá khó chịu cho Phong Bụi. Vâng, cảm ơn bạn Duy Phạm. Quá khó chịu anh em ạ. Vâng, thời gian sắp kết thúc rồi. Hãy cùng chờ đợi ạ. Vâng, như vậy là hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Vâng, đã có bất ngờ rồi anh em ạ. Đã có bất ngờ, như vậy là Phong Bụi đã là người chiến thắng. Team của Phong Bụi đã chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ hai này. Chúng ta hãy cùng xem là cách biệt bao nhiêu điểm đam. 122.257 và 119.001. Như vậy là đã chiến thắng với cách biệt là 3.000 điểm đam anh em ạ. Chỉ có 3k điểm thôi, hơn 3k điểm một chút xíu cho team của Phong Bụi thôi. Vâng, một trận đấu quá là gay cấn. Vâng, như vậy là chúc mừng cho team của Phong Bụi và Trùng Mã Mì đã gỡ hòa với tỷ số 1-0. Và chúng ta sẽ phải phân định thắng thua bằng hiệp thi đấu thứ 3. Vâng, như vậy là hiệp thi đấu đã kết thúc và quá hay cho Trùng Mã Mì và Phong Bụi. Mặc dù gặp quá nhiều khó khăn, nhưng mà các bạn cũng đã thi đấu tốt và đã gỡ hòa được rồi. Vâng, hiệp thi đấu thứ 3 sẽ diễn ra trong vòng một ít phút nữa. Anh em đừng quên để lại những cái like và những cái chia sẻ, cũng như follow fanpage ủng hộ FC Cô Phèo Võ Lâm Truyền Kỳ 1 nha anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong một ít phút nữa. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ 3 của trận bán kết 1 giải đấu Song Tuyệt Sát Thủ Liên Server.